Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ánh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Sau vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại buổi meeting vận động tranh cử ở thành phố Butler, bang Pennsylvania, chiều tối ngày 13 tháng 7 theo giờ địa phương. Cho đến nay, giới chức Mỹ vẫn chưa xác định được tại sao nghi phạm Thomas Matthew Crook, 20 tuổi, lại nhắm tấn công ông Trump. Giới quan sát nhận định, vụ ám sát hụt cựu lãnh đạo Nhà Trắng và cũng là ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa vào thời điểm này chắc chắn sẽ làm trầm trọng thêm một năm bầu cử vốn đã căng thẳng. Trong đó, các quan chức đắc cử phải đối mặt với nỗi lo bạo lực và các mối đe dọa ngày càng tăng. Theo báo Guardian, một cuộc khảo sát do Đại học Chicago thực hiện vào cuối tháng 6 vừa qua cho thấy, hiện có nhiều người ủng hộ bạo lực chống ông Trump với 10% người Mỹ trưởng thành, tương đương 26 triệu người, hơn so với số người ủng hộ bạo lực hậu thuẫn ông với 6,9%, tương đương 18 triệu người. Trước đó, các cuộc thăm dò dư luận tính đến tháng 1 năm nay lại phản ánh chiều hướng ngược lại. Các nhà khảo sát lưu ý, trong số 26 triệu người Mỹ trưởng thành ủng hộ bạo lực nhằm ngăn ông Trump tái đắc cử Tổng thống, hơn 30% sở hữu súng và gần 80% có quyền truy cập vào các công cụ tổ chức trên Internet. Tại một cuộc phỏng vấn trước sự cố ngày 13 tháng 7, giáo sư tại Đại học Chicago đứng đầu dự án Chicago về an ninh và các mối đe dọa, ông Bob Pape từng cảnh báo thực tế trên khiến nước Mỹ cần chuẩn bị cho tình trạng bạo lực đến từ phe cánh tả nhằm chống lại sự lãnh đạo của ông Trump. Nhiều nhà phân tích chỉ ra rằng tình trạng leo thang ủng hộ bạo lực chính trị ở Mỹ xảy ra vào giai đoạn chia rẽ đảng phái nghiêm trọng, các thông tin sai lệch tràn lan trên mạng xã hội và tồn tại cả những lời lẽ bạo lực từ cựu Tổng thống cũng như các đồng minh của ông. Sự kết hợp của những yếu tố đó từng dẫn đến vụ bạo loạn trên đồi Capitol khi đám đông người biểu tình quá khích ủng hộ ông Trump đã đột kích trụ sở Quốc hội Mỹ ngày 6 tháng 1 năm 2021 nhằm ngăn các nhà lập pháp chứng thực việc chính khách dân chủ Joe Biden thắng cử Tổng thống năm 2020. Theo cuộc khảo sát mới, nguyên nhân sâu xa của việc ủng hộ bạo lực ở cả hai phe đối lập đều bắt nguồn từ sự hoài nghi về cơ chế và niềm tin vào các thuyết âm mưu. Ở cả hai phía, những người ủng hộ bạo lực chủ yếu là dân thành thị. Cuộc khảo sát cũng phát hiện 58,6% người Mỹ trưởng thành nhất trí rằng ngày nay các cuộc bầu cử sẽ không giải quyết được những vấn đề chính trị, xã hội cơ bản nhất của đất nước. Giáo sư Pape bình luận, vụ tấn công ông Trump là hậu quả của sự ủng hộ to lớn đối với bạo lực chính trị ở xứ sở cờ hoa. Chúng ta cũng cần lo lắng về nguy cơ trả đũa nhằm vào Tổng thống Biden. Điều quan trọng là các nhà lãnh đạo chính trị của cả hai đảng và các cấp chính quyền, kể cả Tổng thống, Thượng viện, Hạ viện, các thống đốc và thị trưởng phải ngay lập tức lên án bạo lực chính trị từ bất kỳ khía cạnh khởi phát nào. Phản ứng lập tức từ các chính trị gia phần lớn là nhất quán. Trong một tuyên bố ngay sau vụ ám sát hụt ông Trump, Tổng thống Biden tuyên bố không có chỗ cho loại bạo lực này ở Mỹ, đất nước chúng ta phải đoàn kết để lên án nó. Cựu Tổng thống Dân chủ Barack Obama cũng có phát biểu tương tự. Ông Obama nói, mặc dù chúng ta chưa biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng tất cả chúng ta nên cảm thấy nhẹ nhõm vì cựu Tổng thống Trump không bị tổn thương nghiêm trọng. Hãy tận dụng thời điểm này để tái cam kết giữ thái độ lịch sự và tôn trọng trong hoạt động chính trị của chúng ta. Giới phân tích chỉ ra rằng, trong những năm gần đây, bạo lực chính trị ở Mỹ diễn ra dưới nhiều hình thức, bao gồm cả đe dọa bạo lực, quấy rối các quan chức phụ trách bầu cử cũng như nỗ lực hành hung những quan chức đắc cử. Tháng 10 năm 2020, một tháng trước cuộc tổng tuyển cử cùng năm, thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer là mục tiêu của một âm mưu bắt cóc. Một tuần sau cuộc bầu cử, một giám đốc quản lý hệ thống bỏ phiếu Dominion đã buộc phải đi trốn vì những người tin có gian lận bầu cử đã chia sẻ địa chỉ nhà của ông và treo thưởng hàng triệu đô la Mỹ cho việc tấn công trả đũa ông. Việc kích động bạo lực trên Internet thậm chí còn dễ dàng hơn bao giờ hết đối với những người có niềm tin chính trị cực đoan. Theo Hiệp hội Quốc gia về nghiên cứu và ứng phó với chủ nghĩa khủng bố, hầu hết các vụ bạo lực chính trị ở Mỹ do những người không thuộc bất kỳ tổ chức chính thức nào gây ra. Vụ tấn công tại sự kiện vận động tranh cử của ông Trump xảy ra 2 ngày trước khi khai mạc Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa RNC, nơi cựu Tổng thống chính thức được công bố là ứng cử viên đại diện đảng đấu chung kết vào Nhà Trắng với Tổng thống Biden vào tháng 11 tới đây. RNC đã nâng cao cảnh giác về an ninh sau đánh giá của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI, Cơ quan Mật vụ, Sở Cảnh sát Milwaukee và Trung tâm Phân tích Mối đe dọa Đông Nam Wisconsin. Đài CBS trích dẫn một nguồn tin hành pháp tiết lộ, các báo cáo đánh giá cho thấy lo ngại về nguy cơ RNC có thể trở thành mục tiêu của các tổ chức khủng bố nước ngoài,
các nhóm hoặc phần tử cực đoan bạo lực trong nước, những kẻ tấn công đơn độc. Trong bài phát biểu trước quốc gia từ Nhà Trắng tối ngày 14 tháng 7, Tổng thống Biden đã lên án âm mưu ám sát ông Trump, đồng thời kêu gọi mọi người sát cánh bên nhau và hạ nhiệt chính trường. Ông Biden nhấn mạnh, chính trường không bao giờ được phép trở thành chiến trường theo nghĩa đen. Chúng ta tranh luận và không đồng tình, chúng ta so sánh và đối chiếu tính cách của các ứng cử viên, các thành tựu, vấn đề, chương trình nghị sự, tầm nhìn cho nước Mỹ. Nhưng ở Mỹ, chúng ta giải quyết những khác biệt tại thùng bỏ phiếu chứ không phải bằng súng đạn. Quyền thay đổi nước Mỹ phải luôn nằm trong tay người dân chứ không phải trong tay một kẻ có khả năng trở thành sát thủ. Trong một cuộc phỏng vấn ngày 15 tháng 7, cố vấn chính trị của Thủ tướng Hungary Balázs Orbán cho biết, Thủ tướng Viktor Orbán đã cung cấp bản tường trình chi tiết về các cuộc gặp gỡ trong chuyến công du hòa bình của ông diễn ra hồi đầu tháng này. Ông Balázs Orbán nêu rõ, kế hoạch của Thủ tướng Viktor Orbán hiện đã nằm trên bàn làm việc của mọi Thủ tướng EU. Cách tiếp cận của chúng tôi dựa trên đánh giá tình hình thực tế, mục tiêu thực tế và lịch trình phù hợp. Tuy nhiên, ông không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về đề xuất. Ông Balázs Orbán nhấn mạnh, nếu châu Âu muốn hòa bình và có tiếng nói quyết định trong việc giải quyết xung đột ở Ukraine cũng như chấm dứt tình trạng xung đột thì phải thay đổi ngay từ bây giờ. Ngay sau khi Hungary đảm nhiệm chức vụ chủ tịch luân phiên Hội đồng EU, Thủ tướng Orbán đã thực hiện chuyến công du mà ông gọi là sứ mệnh hòa bình tại Ukraine, Nga và Trung Quốc, kết thúc chuyến đi bằng cuộc gặp gỡ với ứng viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ là ông Donald Trump. Hungary là một trong số ít quốc gia thành viên chỉ trích lập trường của khối về cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine. Thời gian qua, Budapest đã từ chối đi cùng Brussels gửi vũ khí và đình trệ viện trợ tài chính cho Kiev. Chuyến thăm gần đây của ông Viktor Orbán tới Moscow đã bị nhiều nhân vật cấp cao của EU lên án. Theo cố vấn Thủ tướng Viktor Orbán, các bên trung gian bên ngoài như Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ đàm phán hòa bình. Hungary đang lên kế hoạch sử dụng chức vụ chủ tịch luân phiên để tạo điều kiện cho một cuộc đàm phán hòa bình. Ông Balázs Orbán cảnh báo, nếu liên minh không hành động ngay bây giờ, có thể sẽ không thể hành động trong thời gian sau này. Trong chuyến thăm Kiev, nhà lãnh đạo Hungary kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đồng ý ngừng bắn, dừng xung đột với Nga. Ông Balázs Orbán cũng ám chỉ rằng các bên khác trên trường quốc tế cần tham gia để thúc đẩy hòa bình mà không nêu tên các quốc gia cụ thể. Vị quan chức này cũng ca ngợi cựu Tổng thống Trump là người cam kết về hòa bình, trong khi chỉ trích giới lãnh đạo EU và Mỹ hiện tại là ủng hộ xung đột. Ông Trump, người mới đây đã trải qua một vụ ám sát bất thành, đã nhiều lần cam kết sẽ chấm dứt giao tranh ở Ukraine trong vòng 24 giờ mà không nói rõ ông sẽ thực hiện những bước nào. Theo các phương tiện truyền thông, điều này có thể bao gồm việc gây sức ép buộc Ukraine trong bàn đàm phán với Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần nhấn mạnh tình hình đối đầu chỉ có thể chấm dứt nếu Ukraine đáp ứng một số yêu cầu của Nga, bao gồm đảm bảo Kiev không tìm cách gia nhập NATO và rút quân khỏi Donbass, cũng như một số khu vực khác như Zaporizhia và Kherson. Tuy nhiên, Ukraine cùng nhiều nước ủng hộ từ phương Tây bác bỏ đề xuất của Tổng thống Nga, gọi đây là tối hậu thư không thể chấp nhận được. Mới đây, chính phủ Canada đã tuyên bố ý định tăng cường sức mạnh một cách triệt để đối với hạm đội tàu ngầm của lực lượng hải quân với ý định mua 12 tàu ngầm phi hạt nhân thế hệ mới để phối hợp cùng với 4 chiếc Ufunder hiện nay. Đây là một phần của chương trình nhà nước nhằm mục đích phát triển cũng như bảo vệ phần lãnh thổ Bắc Cực thuộc chủ quyền Canada khỏi sự xâm lấn từ bên ngoài. Thực tế, theo ước tính vào năm 2050, khu vực Bắc Cực sẽ trở thành nơi mà hoạt động khai thác tài nguyên diễn ra mạnh mẽ. Đồng thời còn là khu vực có nhiều tuyến hậu cần mới. Điều này đồng nghĩa với việc họ cần phải bảo vệ lợi ích của mình, trước hết nhằm đối phó với đối thủ cạnh tranh. Đó là lý do tại sao Canada lựa chọn tăng cường đáng kể hạm đội tàu ngầm, bởi phương tiện này có thể tuần tra và bảo vệ hiệu quả những lợi ích của Canada ở Bắc Cực và nếu cần, tham gia trận chiến dưới băng. Đối với bản thân các tàu ngầm trong tương lai, như tờ Naval News viết, hiện tại, Bộ Quốc phòng Canada chỉ tổ chức một vài cuộc họp và chuẩn bị đưa ra thông tin liên quan đến quá trình đặt hàng. Dự kiến mọi thứ sẽ được công bố vào mùa thu này. Hiện tại, rất khó để nói về các điều khoản và chi phí cho một thỏa thuận như vậy của Hải quân Canada. Đồng thời, cần phải bổ sung vào ngân sách khoản tiền ước tính cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng tương ứng ở Bắc Cực. Nhưng cần lưu ý rằng, trong 20 năm tới, chính phủ Canada đã lên kế hoạch chi tổng cộng 73 tỷ đô la cho nhu cầu quốc phòng. Khoản tiền này khá đủ để giải quyết những vướng mắc còn tồn tại. Trong thời điểm hiện nay, có thể đưa ra mức giá gần đúng cho các tàu ngầm phi hạt nhân tương lai của Canada. Ví dụ như vào tháng 3 năm 2024, Hà Lan đã đồng ý mua 4 tàu ngầm của Pháp.
Đây là phiên bản diesel điện đặc biệt, sửa đổi từ tàu ngầm nguyên tử lớp Barracuda. Mặc dù chi phí mua sắm chưa được tiết lộ, nhưng ước tính giá trị gói thầu mua sắm tàu ngầm của Hà Lan bao gồm cả khoản tiền dành cho cơ sở hạ tầng sẽ vào khoảng 6,1 tỷ đô la. Đây chính là cơ sở để Canada tiến hành tham chiếu.